Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Biển Đông tiếp tục chứng kiến làn đạn thật được bắn từ những lực lượng hải quân Trung Quốc. Sau khi bị Mỹ cáo buộc gây hấn, Trung Quốc không e ngại mà trái lại vẫn tiến hành các hoạt động tập trận bắn đạn thật ở vùng biển gây tranh cãi. Trong khi đó, có phải Trung Quốc tung nước cờ mới nhằm gây sức ép Litva? Tin nóng, hơn 2.000 người Myanmar chạy sang Thái Lan khi quân đội chính phủ giao tranh với phiến quân. Ở một diễn biến khác, Nga công bố dự thảo hiệp ước an ninh với Mỹ. Chuyển sang tin tức về dịch bệnh, ông Putin nói vaccine Sputnik V có thể chống lại Omicron. Phát hiện siêu kháng thể có thể vô hiệu hóa biến thể Delta lẫn Omicron. Tin tức thời sự, số thương vong do bão Prai ở Philippines tiếp tục tăng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hoàn Cầu Thời báo hôm 17 tháng 12 đưa tin, khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Ngô Châu, Hull-626, thuộc đội tàu khu trục lực lượng hải quân thuộc chiến khu Nam Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên Biển Đông vào đầu tháng này. Cuộc diễn tập còn có sự tham gia của trực thăng quân sự với các binh sĩ mang mặt nạ phòng độc kiểm tra các rủi ro an toàn tiềm ẩn. Đáng chú ý, hôm 13 tháng 12, Cục Hải sự Trung Quốc cấm thuyền bè đi lại ở một khu vực xung quanh đảo Hải Nam thuộc Biển Đông để tiến hành 3 cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 15 tháng 12. Cuộc tập trận có thể nhằm chuẩn bị cho xung đột với Mỹ liên quan đến vấn đề eo biển Đài Loan. Theo Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc, các cuộc tập trận của POA dường như bao gồm hiệp đồng tác chiến giữa các nhánh quân về sử dụng Hải Nam để mô phỏng tấn công chiếm giữ Đài Loan, mặc dù hai hòn đảo khác biệt nhiều về diện tích, hình dáng và địa hình. Tuy nhiên, binh sĩ Trung Quốc sẽ hình dung về Đài Loan và sự can thiệp của quân đội nước ngoài khi tham gia diễn tập. Theo chuyên gia nói với Hoàn Cầu, lực lượng nước ngoài ở đây đề cập tới sự giúp đỡ quân sự của Mỹ Nhật. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin đều đặn về các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông. Tuần trước, Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, BOA gần đây đã thực hành thả bom và rải mìn trên biển, cũng như trên các đảo ở Biển Đông bằng máy bay ném bom chiến lược H-6J. Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về hành động gây hấn của Trung Quốc. Trong bài phát biểu ở Indonesia hôm 13 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thách thức những tuyên bố trái phép của Bắc Kinh trên Biển Đông khi ông công bố tầm nhìn của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Blinken nói, các quốc gia trong khu vực muốn thay đổi hành vi này, chúng tôi cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết tâm đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi các hành động gây hấn của Bắc Kinh đe dọa sự vận động của khối thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la mỗi năm. Không những cứng rắn răng đe, Mỹ còn điều máy bay trinh sát thực hiện nhiệm vụ dài hơi dọc theo bờ biển Trung Quốc vào ngày 14 tháng 12, theo Newsweek, dẫn nguồn các nhóm quan sát hàng không cho biết. Máy bay không quân Mỹ do thám trên Biển Đông ngay trước thềm các cuộc tập trận bắn đạn thật hoành tráng của BOA, theo sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông, một tổ chức nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh chuyên theo dõi hành động quân sự của Mỹ, máy bay trinh sát RC-135W Rivetjoy đã tuần hành khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Đông và Hải Nam trước khi bay ngang qua đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Theo dữ liệu hàng không, máy bay do thám Mỹ đã khởi hành từ căn cứ Kandena ở đảo Okinawa, Nhật Bản, sau đó tiến vào Biển Đông thông qua kênh Ba Sĩ ở phía nam Đài Loan. Hai nguồn tin của Reuters mới đây tiết lộ thông tin, Trung Quốc đang gây sức ép để tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô Continental của Đức ngừng sử dụng các linh kiện sản xuất tại Litva. Được biết, thì Continental chủ yếu sản xuất các bộ phận điện tử như bộ điều khiển cho cửa và ghế ngồi và xuất khẩu đi toàn cầu, trong đó Trung Quốc là một thị trường trọng yếu. Đáng nói là cơ sở sản xuất của doanh nghiệp này đang đặt ở Litva, quốc gia Baltic, công khai ủng hộ Đài Loan, phá vỡ nguyên tắc một Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh nổi trận lôi đình và áp đặt các đòn răng đe khốc liệt. Hồi tháng trước, Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ với Litva sau khi nước này cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Vilnius. Theo Reuters, việc Trung Quốc nhắm mục tiêu vào Continental là một điển hình cho việc xung đột ngoại giao tác động vào lĩnh vực kinh doanh thương mại. Động thái này có thể gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và ngành công nghiệp xe hơi, vốn là trụ cột béo bở của nền kinh tế Đức. Hiện tại, phía Continental từ chối bình luận về thông tin bị Bắc Kinh gây sức ép để nghỉ chơi với Litva. Theo nguồn tin của Reuters, bên cạnh Continental, Trung Quốc cũng tạo áp lực buộc nhiều công ty đa quốc gia khác lựa chọn cắt đứt quan hệ với Litva, nếu không họ sẽ bị loại khỏi thị trường Trung Quốc. Được biết, thương mại trực tiếp giữa Vilnius và Bắc Kinh khá kiềm tốn, tuy nhiên nước này có hàng trăm công ty sản xuất đa mặt hàng bán sang Trung Quốc. Văn phòng đối ngoại với Litva cho biết, các công ty hoạt động ở quốc gia Baltic đã tự tích hợp vào chuỗi cung ứng quốc tế, vì vậy các biện pháp gây áp lực kinh tế của Trung Quốc có thể gây ra nhiều gián đoạn cho các đơn vị này. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận cáo buộc, Bắc Kinh cho rằng vấn đề nằm ở chính Vilnius vì nhiều công ty của nước này đã không còn tin tưởng Litva.
Người phát ngôn cho biết, nhiều công ty Trung Quốc không còn coi Litva là đối tác đáng tin cậy. Quốc gia Baltic phải suy xét lý do khiến cho các công ty nước này gặp khó khăn trong thương mại và hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Tiếp tục đả kích Litva, phía Bắc Kinh khẳng định việc Vilnius ủng hộ một Trung Quốc, một Đài Loan là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Người phát ngôn nhấn mạnh, Bắc Kinh đang theo dõi, phân tích và đánh giá chặt chẽ từng trường hợp, bao gồm cả các công ty Đức này. Trên thực tế thì các doanh nghiệp đa quốc gia luôn muốn tìm kiếm giải pháp bền vững để nối lại dòng chảy thương mại với Trung Quốc. Ít nhất là 2.500 người, trong đó có hàng trăm trẻ em đã chạy tị nạn sang Thái Lan sau khi nổ ra giao tranh giữa quân đội Myanmar và phiến quân Karen, gọi tắt là KNU. Các quan chức Thái Lan thông báo với Reuters hôm 17 tháng 12. Cuộc đảo chính tháng 2 vừa qua đã khiến cho Myanmar rơi vào khủng hoảng chính trị, bất ổn xã hội, gây ra các cuộc biểu tình ở các thành phố, cũng như nhiều cuộc đụng độ giữa lực lượng dân quân chống chính quyền và quân đội. Cùng với đó thì nhiều cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và nhóm nổi dậy dân tộc như KNU, lực lượng nổi dậy lâu đời nhất ở Myanmar. Di Min, một quan chức tại Ủy ban Liên minh Viện trợ có trụ sở tại Thái Lan cho biết, có 545 trẻ em trong hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa sang đất nước chùa vàng lãnh nạn, cùng với chính quyền Thái Lan, tổ chức đang viện trợ người tị nạn lương thực nước uống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, KNU cho biết có 4 binh sĩ Myanmar thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong cuộc giao tranh hôm thứ Tư. Theo các nhà chức trách tỉnh Tak, Thái Lan, cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Myanmar và KNU nổ ra hôm 16 tháng 12. Một quả đạn pháo đã được bắn vào phía biên giới Thái Lan dù không gây ra thiệt hại. Kể từ cuộc chính biến ngày 1 tháng 2, KNU đã có một số lần đụng độ với quân đội Myanmar ở dọc biên giới giáp với Thái Lan. Hồi tháng 3, các tay súng KNU chiếm một chốt quân sự vào quân đội Myanmar, không kích đáp trả, đánh dấu cuộc giao tranh đầu tiên trong hơn 20 năm ở bang Karen của Myanmar. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của cha Kim Jong-il, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 12. Trong trang phục áo khoác da đen, ông Kim đứng nghiêm trang với hàng trăm quan chức tại một buổi lễ bên ngoài cung điện mặt trời Kumsusan ở Bình Nhưỡng, nơi thi hài của cha ông và nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung được bảo quản vĩnh viễn. Đài truyền hình nhà nước KRT cũng chiếu cảnh người dân đặt hoa cúi đầu trước chân dung và tượng của ông Kim Jong-il vào hôm thứ Sáu. Các cảnh quay khác cho thấy nhà chức trách thắt chặt an ninh ở khu vực xung quanh. Ông Kim Jong-il đã cai trị Triều Tiên trong 17 năm cho đến khi ông qua đời vào ngày 17 tháng 12 năm 2011. Hôm 17 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố dự thảo thỏa thuận gồm 8 điều về đảm bảo an ninh chung giữa Nga và Mỹ. Tài liệu đề cập đến nhiều khía cạnh mà Moscow nhiều lần yêu cầu phương Tây giải quyết trong quá khứ lẫn hiện tại, bao gồm cả các vấn đề nảy sinh sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, INF. Theo TASS, điều quan trọng nhất trong tài liệu là nguyên tắc không chia rẽ, tôn trọng sự bình đẳng, không đe dọa an ninh của nhau. Cụ thể thì các bên cần từ bỏ ngay hành động nguy hại, không phát động hoặc tham gia vào các tổ chức liên minh quân sự, làm suy yếu lợi ích an ninh của đối phương. Cụ thể, dự thảo Hiệp ước An ninh của Nga yêu cầu Mỹ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bành trướng quân sự về phía Đông, đồng thời Washington phải từ chối liên minh với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Theo tài liệu thì các bên sẽ hạn chế sử dụng lãnh thổ của các quốc gia khác để chuẩn bị hoặc thực hiện một cuộc tấn công vũ trang nhằm chống lại nhau hoặc các hành động khác ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của bên kia. Theo đó thì Nga quy định Mỹ có nghĩa vụ không thiết lập các căn cứ quân sự ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, không phải là thành viên của NATO. Washington không được sử dụng cơ sở hạ tầng của những nước này để thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào và không được phát triển hợp tác quân sự song phương với các nước này. Moscow cũng thỏa thuận với Washington hạn chế triển khai các lực lượng vũ trang và khí tài của mình tại các khu vực có thể đe dọa an ninh của nhau, kể cả việc thông qua các tổ chức quốc tế liên minh quân sự. Tài liệu có đoạn viết, các bên sẽ hạn chế triển khai máy bay ném bom hạng nặng được trang bị vũ khí hạt nhân hoặc phi hạt nhân, cũng như các tàu chiến mặt nước thuộc bất kỳ loại nào, kể cả trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế, liên minh quân sự ở các khu vực bên ngoài không phận và lãnh hải quốc gia, nơi có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của nước còn lại, tài liệu viết. Nga cũng đề xuất duy trì đối thoại và hợp tác nhằm cải thiện cơ chế phòng ngừa sự cố trong không gian quốc tế và trên không, bao gồm đàm phán về khoảng cách tiếp cận tối đa giữa tàu quân sự và máy bay. Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập các bên sẽ không triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn phóng từ mặt đất có thể đe dọa an ninh đối phương. Hiệp ước cũng đề cập đến các vấn đề về vũ khí hạt nhân, trong đó Nga đề xuất đôi bên sẽ hạn chế triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ quốc gia của mình. Các bên còn lại loại bỏ tất cả cơ sở hạ tầng triển khai hạt nhân hiện có khi hiệp ước có hiệu lực. Bên cạnh đó thì tài liệu cũng đề cập đến việc các bên sẽ không đào tạo nhân viên quân sự và dân sự ở các nước phi hạt nhân cách sử dụng vũ khí hạt nhân. Đồng thời, hai nước cam kết sẽ không tiến hành các cuộc tập trận hoặc huấn luyện liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Hãng thông tấn RIA đưa tin, hôm 17 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V do nước này sản xuất có hiệu quả chống lại siêu biến thể Omicron. Ông Putin nói, Sputnik V là một trong bốn loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 do Nga sản xuất và có thể đạt hiệu quả đáng ngạc nhiên khi có thể chống lại biến thể Omicron. Thậm chí thì vaccine này có thể làm tốt hơn nhiều các loại vaccine ngừa COVID-19 khác đang được sử dụng trên toàn thế giới. Dữ liệu thu thập đến thời điểm hiện tại là phần nào đã chứng minh điều đó. Các nhà nghiên cứu của chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá cuối cùng trong vài ngày tới. Nếu kết quả đạt được như mong đợi, thì Nga sẵn sàng chia sẻ nguồn vaccine hiện có để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng tăng cường cho các nước. Các nhà khoa học vừa phát hiện ra các protein giống kháng thể của các cá mập có thể ngăn chặn được virus SARS-CoV-2 và các biến chủng của nó như Omicron, Delta. Những protein này được gọi là VNIR. Nghiên cứu do ông Aaron Lipow, giáo sư bệnh học tại Đại học Wisconsin Madison dẫn đầu. Theo ông, những protein này có kích thước nhỏ chỉ bằng 1/10 kích thước của kháng thể ở người. Điều này giúp chúng có thể len lỏi vào những ngóc ngách mà kháng thể người không thể tiếp cận, cho phép nhận biết các cấu trúc protein mà kháng thể người không làm được. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm việc dùng protein của cá mập chống lại cả SARS-CoV-2 và virus giả. Sau đó, họ xác định được 3 loại protein có khả năng ngăn virus lây nhiễm vào tế bào người. Điều đáng chú ý là các loại này cũng có khả năng chống lại cả SARS-CoV-1. Virus đã từng làm mưa làm gió gây ra dịch SARS đầu tiên vào năm 2003. Theo chuyên gia, thì các liệu pháp điều trị trong tương lai có thể sẽ bao gồm một hỗn hợp, gồm nhiều loại protein cá mập để tối đa hóa hiệu quả trước nhiều loại virus và đột biến. Loại thuốc mới này rẻ hơn và dễ sản xuất hơn so với kháng thể người. Đồng thời, protein cá mập có thể được đưa vào cơ thể thông qua nhiều con đường khác nhau. Dù vậy, thì hiện loại kháng thể mới vẫn chưa được thử nghiệm trên người. Hôm 16 tháng 12, Chủ tịch lực lượng đặc nhiệm chống virus của Anh cho biết sẽ có thuốc điều trị COVID-19 do Merck & Co. và Pfizer sản xuất vào mùa đông trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh trong nước. Tháng trước, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt Molnupiravir và ký kết hợp đồng mua hơn 7 triệu liệu trình điều trị COVID-19. Đến nay, Anh có hơn 500.000 liều Molnupiravir. Việc điều trị bằng Molnupiravir vẫn đang được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, EMA, xem xét. Thế nhưng vào tháng 11, EMA khuyên sử dụng Molnupiravir cho người lớn tuổi trước khi đưa ra bất kỳ khuyến cáo rộng rãi nào. Hôm 16 tháng 12, EMA cho biết các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU có thể sử dụng Paxlovid sớm, dù chưa hoàn thành việc xem xét đầy đủ để phê duyệt theo quy định. Tính đến sáng ngày 18 tháng 12, cơn bão mạnh nhất đánh vào Philippines trong năm nay đã làm ít nhất là 12 người thiệt mạng. Lãnh đạo nước này cho rằng con số sẽ còn tăng thêm do quá trình đánh giá thiệt hại vẫn đang diễn ra. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sự tàn phá kinh khủng do cơn bão gây ra ở thành phố Cebu, nơi gió giật mạnh làm bật gốc cây và khiến các tòa nhà công trình kiến trúc bị hư hại. Theo Reuters, hầu hết các trường hợp thiệt mạng được báo cáo là do bị cây đổ trúng và đuối nước. Bão Rai đổ bộ vào Philippines ngày 16 tháng 12 với sức gió lên tới 195 km/h. Hơn 300.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn khi cơn bão quét qua các khu vực ven biển ở miền Nam và Trung Philippines. Cơn bão cũng làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều nơi và tốc mái nhiều nhà. Cho đến nay thì khoảng 18.000 người vẫn chưa thể về nhà. Theo trang Tropical Storm Brick, bão Rai đã giảm xuống cấp 3 sau khi đổ bộ và dự kiến sẽ rời khỏi Philippines vào hôm nay ngày 18 tháng 12. Đây là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Cơn bão đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy, một số cảng biển phải đóng cửa, làm hơn 4.000 người mắc kẹt. Chính quyền người Kurd Iraq cho biết ít nhất là 8 người tử vong khi lũ quét qua miền Bắc nước này vào hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 12. Mưa lớn gây lục lội ở các khu vực phía nam thành phố Erbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd, khiến cho 3 người mất tích. Bão lũ dữ dội thường đổ bộ vào các khu vực của Iraq trong mùa đông, đặc biệt là ở phía Bắc, nhưng hiếm khi gây chết người. Hồi năm 2018, trận lũ quét kinh hoàng ở miền Bắc Iraq đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn cơ sở hạ tầng của Iraq bị tàn phá sau nhiều thập kỷ chiến tranh và các lệnh trừng phạt dưới thời cai trị của cựu lãnh đạo Saddam Hussein. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!